Xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn. Trong chủ đề ngày hôm nay, tôi sẽ xin chia sẻ cho các anh chị về chủ đề vi bằng. Thì nội dung của ngày hôm nay tôi chia sẻ thì bao gồm có các phần như là vi bằng là gì, có nên mua nhà bằng vi bằng hay không, và những rủi ro khi các anh chị mua nhà bằng vi bằng gặp phải. Và cái cuối cùng là tôi sẽ chia sẻ cái nội dung video ngày hôm sau. Thì các anh chị chú ý và theo dõi. Đầu tiên, vi bằng là gì? Thì vi bằng là một việc mà văn phòng thừa phát lại làm chứng cái hành vi giao nhận tiền và các giấy tờ giữa một ông A và bà B. Vi bằng không có một pháp lý xác nhận quyền sở hữu, quyền chuyển nhượng cái mảnh đất đó của một người này bán cho người kia. Thì tôi xin cắt nghĩa một chút là thế nào là văn phòng thừa phát lại. Thì văn phòng thừa phát lại là một cái tổ chức do nhà nước lập ra để thừa ủy quyền và phát lại lệnh cho người dân. Cái chức năng nhiệm vụ của văn phòng thừa phát lại, tôi lấy một ví dụ như thế này. Khi mà tòa án họ triệu tập công dân thì họ sẽ không làm giấy triệu tập để triệu tập trực tiếp người dân, mà tòa án sẽ phải thông qua một cái tổ chức người ta gọi là tổ chức thừa phát lại để triệu tập làm việc. Thế thì đầu tiên, văn phòng thừa phát lại được làm những công việc như là thực hiện việc tống đạt theo yêu cầu của tòa án hoặc cơ quan thi hành án dân sự. Cái thứ hai là xác minh lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân và cơ quan tổ chức. Và thứ ba là xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự. Và thứ bốn đó là trực tiếp tổ chức thi hành án các bản án quyết định theo yêu cầu của đương sự. Thì ở đây tôi cũng chia sẻ cho các anh chị biết rằng là văn phòng thừa phát lại có quyền để lập vi bằng, nhưng theo quy định tại khoản 5 điều 37 của nghị định số 8/2020, nghị định của chính phủ, thì quy định rất rõ văn phòng thừa phát lại không được lập vi bằng liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thì ở đây một số các văn phòng thừa phát lại họ cố tình lách luật để thu cái phí khi làm vi bằng liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu đất đai, bất động sản. Có nên mua nhà bằng vi bằng hay không? Thì ở đây tôi xin trích dẫn một số các cái thông tin trong những năm qua mà đã được báo chí họ cũng đã đưa tin rất là nhiều. Thời gian vừa qua, tại địa bàn một số xã phường của quận 12 và huyện Hóc Môn có hàng trăm căn nhà ba chung, chung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chung giấy phép xây dựng và chung số nhà mọc lên và được mua bán bằng giấy tay có chứng thực vi bằng của các văn phòng thừa phát lại. Thế thì ở một số các cái điểm nóng đang phát triển như là huyện Hóc Môn và quận 12, chủ đầu tư họ đã mua một cái mảnh đất rất to, và khi mà bán cái mảnh đất đó thì nó giá trị nó rất là lớn và khó thể bán được. Do đó họ đã xây lên những cái căn nhà nhỏ với diện tích 3x8 mét vuông thì để họ bán. Thì do là chưa đủ cái cơ sở, chưa đủ cái diện tích theo quy định của nhà nước, của thành phố Hồ Chí Minh về việc tách thửa, do đó mà họ chỉ có thể làm mua bán thông qua các văn bằng thừa phát lại. Dù biết việc mua bán này là bất hợp pháp, nhưng có nhiều người dân vẫn bỏ ra từ hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng để mua, với hy vọng sau này sẽ được nhà nước hợp thức hóa quyền sở hữu. Có vi bằng xác nhận là yên tâm,
Ông Hát chủ một căn nhà ba chung ở hẻm 126 trên 25 đường TA18, khu phố 4, phường Thới An, quận 12, giao bán căn nhà một trệt hai lầu với diện tích 3,5 x 8 m với giá 660 triệu đồng. Đây, giấy tờ chỉ có thế này thôi, gồm sổ đỏ, giấy phép xây dựng, quyết định cấp số nhà, đều là bản photo copy, chịu mua thì đi với tôi ra văn phòng thừa phát lại, nộp vi bằng là xong. Ông Hát nói với chúng tôi, giấy này đâu hợp pháp, phải có bản chính mới được. Chúng tôi thắc mắc và ông Hát một mực khẳng định, đúng luật rồi, mua bán vi bằng có chứng thực, còn sợ gì nữa. Ông chỉ tay về phía dãy nhà có hơn chục căn nhà vừa xây xong. Ông Hát nói đã có mấy người đặt cọc, có căn đầu hẻm giá tới hơn 1 tỷ cũng có người mua và đã dọn về ở. Hay một trường hợp khác, bà B ngụ ở mỏ Cày Lam, tỉnh Bến Tre, đưa chúng tôi xem bản vi bằng do thừa phát lại Phạm Quang Giang, văn phòng thừa phát lại quận 5 lập, chứng thực việc mua bán một căn nhà ba chung ở xã Tham Tới Thôn, huyện Hóc Môn. Nội dung được thừa phát lại Phạm Quang Giang xác nhận bên yêu cầu và bên tham gia đã hiểu rõ và tự chịu trách nhiệm về tính xác thực của các văn bản, bản giấy tờ có liên quan mà không yêu cầu thừa phát lại thẩm tra hay xác minh. Kèm vi bằng này là bản thỏa thuận mua bán nhà bằng giấy tay và hình ảnh mua và bên bán lập hồ sơ giao dịch. Thủ tục và nội dung phủi bỏ trách nhiệm này vẫn được hai bên ký tên và dấu đỏ của văn phòng thừa phát lại. Bà B nói, có việc gì thì cứ túm áo người bán và ông thừa phát lại này chứ no gì. Khi chúng tôi đưa ra giả thiết, người chủ đứng tên trên khu đất đang giữ giấy tờ bản chính, đem đi cầm cố, chuyển nhượng hoặc thế chấp ngân hàng rồi thì sao? Sao biết? Bà B vẫn một mực quả quyết, không có chuyện đó đâu, mua bán đã có pháp luật xác thực thì sợ gì? Nhà không có giấy tờ pháp lý, thấy no thì đừng mua. Đó là lời khuyên của văn phòng thừa phát lại Phạm Quang Giang khi chúng tôi tìm đến văn phòng thừa phát lại của ông tại số 805 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5. Ông nói với chúng tôi, hiện nay ở quận 12 và huyện Hóc Môn đều mua bán nhà ba chung vi bằng như thế này cả. Nhà xây đều có giấy phép cho cả khu, sau đó họ chia nhỏ diện tích thành nhiều căn nên không thể hoàn công được. Vi bằng là chứng cứ giữa người bán và người mua trả tiền cho nhau, hiện nay thì như thế thôi, thay vì giấy tay giờ có vi bằng. Việc mua bán này có hợp pháp không? Chúng tôi hỏi, ông Giang thừa nhận chỉ hợp lệ chứ không hợp pháp vì không đủ giấy tờ pháp lý. Nhưng nhà có đồng hồ điện, đồng hồ nước, ho gì, ông Giang nói. Nhưng tôi cầm giấy tờ này đi giao dịch có được không? Được, anh bán lại cho người khác cũng bằng vi bằng, bán bất cứ lúc nào, có khi lại còn nhanh hơn cả giấy tờ pháp lý nữa, ông Giang nói. Chúng tôi lại lặp lại tình huống khi chủ nhà đem giấy tờ bản chính đi cầm cố, thế chấp hoặc ký hợp đồng mua bán cho người khác, người mua làm sao biết? Thì được ông Giang chẳng trả lời, thế thì chịu. Thế nhưng ông Giang lại quả quyết, nhà ba chung vẫn lập nhập được hộ khẩu, có đường dây nó hết, chịu chi thêm một ít nữa là xong, dịch vụ cho một bản vi bằng được ông Giang đưa ra là 3 triệu đồng. Thông qua câu chuyện ở trên thì chúng ta đã hình dung được phần nào là trả lời được cái câu hỏi là chúng ta có lên mua nhà, mua bất động sản bằng vi bằng hay không. Thế thì một cái lời khuyên của tôi đó là hãy mua bất động sản có sổ, tuyệt đối là không mua những cái tài sản mà nó không có sổ, kể cả rẻ. Bởi vì chúng ta chắc chắn rằng là sẽ gặp rất nhiều rủi ro khi mua bất động sản bằng vi bằng. Thế thì những cái rủi ro gặp phải khi mà chúng ta đi mua nhà bằng vi bằng thì đầu tiên đó là tài sản thế chấp tại ngân hàng. Thì cái này thì tôi xin cắt nghĩa một chút xíu, nếu giả sử chúng ta đi mua một cái căn nhà mà bằng vi bằng thì cái chủ của cái căn nhà đó họ đang nắm giữ cái sổ đất đỏ chính thì họ sẽ đi thế chấp tại ngân hàng để vay vốn. Thì trong trường hợp mà chủ họ mất khả năng thanh toán
gốc lãi đến hạn cho ngân hàng, thì ngân hàng sẽ xử lý cái tài sản đảm bảo đó, và khi các anh chị mua căn nhà bằng vi bằng thì các anh chị sẽ bị mất trắng cái tài sản đó. Cái rủi ro thứ hai đó là một nhà bán cho nhiều người. Hiện nay việc chứng thực công chứng bằng vi bằng là rất là dễ, chỉ cần những cái bản giấy ở nhà đất bằng photo thì đã có thể là lập bằng vi bằng. Các tổ chức văn phòng thừa phát lại họ đã lợi dụng để thu cái phí lập vi bằng. Thế thì người ta có thể photo cái giấy tờ nhà đất này thành nhiều bản rồi là ra lập vi bằng cho nhiều người. Sau đó là người chủ sẽ ôm tiền cao chạy xa bay, cuối cùng thì các người mua lập vi bằng thì lại ở lại tranh chấp nhau một cái căn nhà. Đấy là rủi ro thứ hai. Rủi ro thứ ba đó là người thuê tài sản xong bán, đem nhà đi bán. Cái trường hợp này á, là nó như thế này. Một người họ ký một cái hợp đồng thuê một cái đất, một cái tài sản của một cái chủ ở nước ngoài hoặc thuê dài hạn. Sau đó họ xây dựng ra những cái căn nhà nhỏ 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 và họ tiến hành lập vi bán và lập vi bằng. Khi đấy kẻ gian đã lấy tiền xong thì chạy cao chạy xa bay. Khi đấy chủ nhà và người mua nhà của kẻ gian lao vào những cái vụ tranh chấp mà không biết khi nào mới xong, và người thiệt thòi vẫn là người đi mua cái tài sản, mua cái bất động sản đó. Thế thì thông qua những cái rủi ro ở trên là khi mà lập vi bằng về liên quan đến mua bất động sản thì nó rất là rủi ro. Và tôi khuyên các anh chị là không mua các tài sản khi không có sổ. Phòng ngừa rủi ro thì chúng ta không sợ lo mất vốn. Trong buổi video ngày hôm sau thì tôi sẽ chia sẻ đến các anh chị các cái cách lời ngay khi mà chúng ta mua cái bất động sản. Khi chúng ta đi mua một cái bất động sản thì để có các cái phương pháp, có cái cách nào để mà chúng ta được giá, chúng ta lời ngay khi chúng ta mua, chứ không phải là chúng ta chờ để khi mà chúng ta bán ra thị trường, chúng ta bán thì chúng ta mới có lời. Chúng ta đi mua là chúng ta đã có lời luôn rồi. Mong các anh chị theo dõi các cái video của ngày hôm sau. Xin chào và tạm biệt.